này nè, về cái hướng này nè, tôi nói về hướng thầy cô trước. Thầy cô, quý vị nhất định phải kiểm tra một cái nhánh rất là quan trọng, đó là nhánh thầy cô. Có rất là nhiều đứa trẻ học trò của tôi nó nói thế này nè: sở dĩ mà con không thích học nữa, con chán lắm, thầy ngày nào con lên con gặp bà cô đó bà cũng chửi con hết á. Nghe quý vị ghi dùm cho tôi câu này: chửi không phải là dạy, chửi không phải là dạy nha, chửi là đang thể hiện sự bất lực. Bất lực tức là mình không biết cách dạy nên mình chửi cho nó nhanh, mình đập nó cho nó nhanh. Nhớ là khi mà mình chửi mình đập là tại ý mình đang muốn nói mình bó tay rồi, mình không biết cách dạy nữa. Chứ giáo dục là chửi là không phải. Có nhiều người họ chửi con họ xong họ biết: mày có biết tao phải la mày như vậy vì tao thương mày không, tao muốn mày nên người không. Trời ơi, chửi chửi mệt muốn chết luôn. Quý vị thấy nếu mà chúng ta dạy con chúng ta mà chúng ta phải gào thét như vậy, nhất định chúng ta phải đi tìm một người học làm xiếc, đi tìm một cái ông mà ông dạy xiếc. Quý vị thấy con khỉ nè, con chó nè, con hổ nè, nó đâu có nói được tiếng người đâu, nhưng ông Tổng ông làm gì nè, em là nó đứng dậy, ông làm em là nó lại. Ngay cả cái con heo mà bên Thái Lan nó còn biết làm toán đó, chị nhớ không, ai mà đi du lịch Thái Lan rồi đó, quý vị thấy người ta thấy con thú đó, hoặc là ngày ngoài công viên gia đình của Sài Gòn mình nè, gọi là có cái công viên nó chuyên biểu diễn về các cái loài thú. Con thú là nó đâu có nói được tiếng người đâu mà người ta còn điều khiển được theo ý của người ta. Con của mình là nó con người, tức là nó giao tiếp được một cái ngôn ngữ với nhau mà mình nói không được, có phải là mình thua mấy ông xích thú không? Ai hiểu ý của tôi nói đưa tay vẫy vẫy. Tức là cái con thú mà người ta còn điều khiển nó theo ý người ta được, nó không hề nói được tiếng người, mà mình á, là con của mình là nó nói được tiếng người mà mình không điều khiển được nó, thì chứng tỏ là mình cái khả năng của mình thua cái ông xích thú rồi. Ai hình dung được ý đó xin đưa tay vẫy vẫy. Nên việc của mình á, là tại vì mình mà nói nó không nghe, là tại vì có mấy cái việc cần phải lưu ý. Từ từ chúng ta sẽ nói về cái module đó. Bây giờ chúng ta quay lại cái module này một tí xíu. Đó là nếu mà con của mình nó bị năng lực của nó bị yếu thì mình đừng có chửi nó nữa. Tại vì cái chỗ đó không phải là thế mạnh của nó thì mình phải tìm ra giải pháp cho nó, chứ không phải là chửi nó nha. Nhớ nè, cái chỗ mà năng lực này nè, nếu mà nó bị yếu là suy ra mình phải có giải pháp. Chứ tuyệt đối là mình đừng có chửi. Có những người là không đưa ra chửi nè, chê nè, so sánh nè. Đây là những cái thứ mà mình phải xử lý nó đi. Mình thấy con của mình nó yếu là mình phải có giải pháp, chứ không phải là mình chửi nó, mình chê nó hay là mình so sánh nó, mình làm cho nó nhục mặt và cuối cùng thua. Nếu mà mình muốn con của mình thành nhân tài thì mình phải biết cái kiến thức cơ bản này. Bây giờ qua hướng thầy cô. Thầy cô thì tôi đã nói hồi nãy rồi, có những thầy cô rất là giỏi. Thầy cô lưu ý là khi mà các phụ huynh lưu ý là khi mà thầy cô họ có cái bằng giỏi, cái này thì suy ra là ý nói là học giỏi, nó không có ý nghĩa nói dạy giỏi. Cái thứ hai, thầy cô là người ráp giáo dục, thầy cô là người ráp giáo dục, nó không có gì đặc biệt đâu, được không ạ? Mình chuyển kiến thức từ đầu mình qua đầu đứa trẻ. Mà nếu như mà mình thầy cô dạy con của mình mà gọi là con của mình nó không hiểu, mà nếu thầy cô hiểu được cái điều này thì thầy cô sẽ nỗ lực để thầy cô làm cho đứa học trò đó nó hiểu, thì người ta gọi là thầy cô tận tâm, thầy cô tròn trách nhiệm, thầy cô yêu nghề. Mình sẽ nghe rất là nhiều thầy cô giáo nói là: chị yêu nghề không? Dạ em yêu nghề. Thầy yêu nghề không? Em yêu nghề. Nói như vậy chưa có đủ mà mình phải coi cái hành động của họ trong cái việc đó. Tôi nói vậy ai hình dung được rồi xin đưa tay vẫy vẫy. Mình nhìn một người thầy cô mà biết họ có yêu nghề hay không là không phải do họ nói, mà mình nhìn vào cái hành động của họ. Ví dụ như họ giảng bài cho học trò của họ mà học trò không hiểu, họ sẽ nói gì nè: thầy xin lỗi con nha, thầy xin lỗi thầy giảng lại. Giảng lại theo một cái ví dụ kiểu khác.
Ví dụ như là ở trong một cái trường Việt Nam mình không phải là hoàn toàn 100%, nhưng rất là nhiều trường hợp ở trong cái trường mà chúng ta học thường á, là chúng ta thấy cái hiện tượng này nè. Thầy giảng bài xong một cái thầy quay xuống, ai đã hiểu bài rồi? Có một số cánh tay đưa lên và có một số người nói là một số cánh tay khác chưa hiểu không dám đưa. Thầy lập tức chỉ vào cái nhóm mà không đưa tay, tập trung vào, tập trung. Tại sao thầy giảng như vậy? Mấy đứa này hiểu hết rồi, mày hiểu, mày hiểu. Tại sao? Như vậy có nghĩa là mình đang phạm lỗi rồi đó quý vị. Mình chưa có làm xong việc của mình mà mình chửi người ta. Nếu mà ở trong trường quốc tế là bị đuổi đó. Ở trong trường quốc tế, ví dụ như chỗ Canada của anh Đồng Thị Quanh, hoặc là chỗ APC của cô Ngọ, mà giáo viên mà giảng, ví dụ như có 20 đứa à, có 20 đứa, một lớp là người ta chỉ cho khoảng chừng 20 đứa lại thôi. Thầy giáo vừa giảng xong một cái, ai đã hiểu bài rồi? Có 12 đứa hiểu, 8 đứa không hiểu. Lập tức thầy giáo sẽ nói gì? Thầy xin lỗi, xin lỗi 8 cái đứa này nè. Anh Dung à, 8 đứa mà nó chưa hiểu là thầy phải xin lỗi. Thầy xin lỗi con, thầy giảng lại cho con hiểu nha. Ý của thầy muốn nói là đem cái kiến thức đó chuyển qua đầu nó bằng một cách khác, kẹo bánh hay gì đó. Xong rồi, ai đã hiểu rồi? Trong 8 đứa đó có 6 đứa nó đã hiểu. 6 đứa hiểu, lượt thứ hai có 6 đứa hiểu. Có 2 đứa nó vẫn kiên trì không chịu hiểu. Lúc đó thầy giáo sẽ làm gì? Lại xin lỗi. Thầy xin lỗi con, thầy xin lỗi. Thầy nói khó hiểu có phải không? Ok, thầy nói lại lần nữa nè. Ý của thầy là muốn mấy muốn mấy làm cái kiểu gì đó, hiểu chưa? Ê, dạ con hiểu rồi. Coi như 2 đứa cuối cùng hiểu là thầy giáo xong trách nhiệm lấy tiền. Nhiệm vụ của thầy là đem kiến thức trong đầu của mình đến đầu của đứa trẻ và hoàn thành nhiệm vụ thì được lãnh lương, được lấy học phí của phụ huynh đóng. Ai đã hiểu rồi đưa tay lên 77. Ai hiểu tao nói đưa tay lên 77. Ở ngoài livestream ai hiểu xin comment xuống hiểu. Các thầy cô thứ lỗi. Nói các thầy cô có đừng chạm ai, thầy cô đừng giận tội nghiệp nha. Tại vì khi mà mình nói thật vào vấn đề nó khó chịu lắm á. Nhiều khi mình á, mình đang trước giờ á, mình không có cái thói quen đó. Thầy nói cái gì vậy thầy? Tôi giảng bài mà nó không hiểu. Hoặc là nó ngồi nó nói chuyện riêng mà thầy biểu tôi xin lỗi đó hả? Xin lỗi. Có nhiều người tưởng rằng là xin lỗi là mình đang là thấp kém. Nếu mình nghĩ như vậy thì khổ mình rồi. Xin lỗi là một loại trí tuệ lớn đấy. Người ta gọi là đại trí tuệ. Bởi vì khi mình xin lỗi nghĩa là mình cúi xuống. Mà mình cúi xuống nghĩa là mình phải ở trên cao mình mới cúi xuống được. Người nào mà có thói quen xin lỗi nghĩa là trí tuệ của họ rất là cao. Họ đã lên được trên cao nên họ cúi xuống được. Còn ở dưới thấp thì cúi đi đâu nữa. Ai đồng ý là cúi có nghĩa là đang ở trên cao mới gọi là cúi. Ví dụ như có một cái ông Tây, ông Mỹ, ông cao, cái ông cưới một cô vợ Việt Nam 1.5 m. Ông mỗi lần ông hôn là ông phải cúi xuống ông hôn. Chứ còn ông Mỹ mà gọi là cái cô mà Việt Nam á thì con phải gọi là với lên cái hôn, đúng không? Nên nếu mà mình xin lỗi con của mình, chồng của mình, vợ của mình, nghĩa là mình đang là người có trí tuệ cao hơn rồi đó. Ai hiểu rằng xin lỗi nghĩa là trí tuệ mình đã cao hơn được rồi đó, đưa tay vẫy vẫy. Comment xuống, xin lỗi đi. Muốn gia đình của mình hạnh phúc, muốn chồng của mình yêu mình, muốn vợ của mình yêu mình, muốn con của mình tốt hơn, hãy xin lỗi. Tôi đi dạy từ nhỏ nha. Tôi cho từ đó qua bên một cái hội trường lớn ở bên 272, cái văn phòng của thành ủy á, có một cái hội trường to đẹp và chúng tôi thường hay đào tạo ở đó. Trời ơi, có những đứa tao lay ở game á, nó nghịch lắm, nó chơi nó vô ngay thang máy, nó bắt cu nó đái. Trời ơi trời, người ta báo như cái toilet nó không chịu đi đái, nó vô toilet nó trong thang máy bắt cu đái. Tôi vừa mới đến cái hội trường một cái, mấy chú bảo vệ kêu thầy thầy, học trò của thầy nó mang áo đầy bàn rồi nhìn nó hoành tráng, thầy mà sao nó đang nó bắt cu đái trong thang máy vậy thầy? Thầy nói gì đi chứ đại bà gì đi đái thang máy kỳ cục quá vậy. Trong lời tôi nghe như vậy á, 6 năm trước á, tôi là một cái người thầy, nãy giờ mà tôi đang nói thầy cô mà la học trò là tôi đó. 6 năm trước tôi đi dạy mà nếu như mà tôi đi giảng bài mà học trò mà không hiểu là tôi la nó. Tại vì tôi cho rằng nó không chịu tập trung, nó không chịu ham học, nó không thương cha mẹ nó,
nó không chịu quý trọng kiến thức của thầy dạy nên tôi la nó. Nhưng mà 6 năm trở lại đây tôi không dám làm gì nó nữa, không dám làm nữa, bởi vì tôi hiểu tôi chính là một người grab giáo dục. Tôi phải đem kiến thức của tôi vào đầu đứa học trò thì tôi mới được hoàn thành trách nhiệm. Nên khi mà tôi tới, tôi nghe nói trò tôi đái như vậy, tôi lên trên lớp mấy trăm đứa, tôi đứng trên bục tôi nói: thầy vừa mới tới đây, thầy nghe mấy cái chú bảo vệ ở đây nói rằng ai đó đã đái ở trong thang máy và thầy vô cùng xin lỗi các con, bởi vì thầy đã không dạy cho các con biết rằng đái là phải đi qua hướng bên toilet, bên này là hướng đi toilet. Bởi vì thầy đã không dạy các con nên là các con đã không biết nên các con đái trong thang máy, đó là lỗi của thầy, thầy xin lỗi các con. Thế là từ đó về sau không còn cái hiện tượng đái toilet nữa. Tại vì người ta gọi là nhân chi sơ tánh bổn thiện, nghĩa là cái tâm của con người ai cũng tốt hết á, chỉ tại vì mình chưa có biết cái cách để mình đánh thức cái sự tốt đẹp nó lên mà thôi. Quý vị hình dung không? Bởi vì cái đứa nhỏ đó nó đang chán chường cái gì đó, nó đang bực bội cái gì đó và nó muốn nghịch một cái gì đó để nó xả stress bằng cách nó chọc ghẹo ai đó. Nhưng mà khi nó thấy rằng nó là cái người đái mà thầy nó là người bị chửi, mà đặc biệt là thầy không chửi nó mà thầy quay qua thầy yêu nó, thầy xin lỗi nó, thì tự nhiên cái sự thiện lành bên trong con người nó trỗi dậy và người ta không đái nữa. Ai đã hiểu được nguyên tắc này đưa tay vẫy vẫy. Đây chính là cái bài mà cha của cái ông chủ tịch của tập đoàn Huawei. Quý vị có biết cái thương hiệu Huawei không? À, quý vị mà đi qua bên Trung Quốc á, quý vị biết có những thương hiệu rất là lớn. Trong đó mà quý vị xuống ngay cái sân bay Quảng Châu rồi đó, là quý vị sẽ thấy một cái bảng Huawei to đùng. Và cái ông chủ của cái hãng này á, ông có một cái câu chuyện rất là kinh điển. Đó là hồi mà ông còn là học sinh cấp 2 rồi đó, thì ông cha ông một ngày mới nhờ ông á, chở cha ông tới cái văn phòng công ty. À, giống như mình mà nhờ con mình chở đi công việc tí mà, cái chở ông chạy qua cái văn phòng, cái cha ông nói là đứng đây chờ cha một tí, khoảng một tiếng là cha xong rồi đi về. À, cái ông nói dạ. Cái ông đứng cái ông nhìn thấy xe hết xăng, cái ông nói chờ cả tiếng lần mà thôi mình đi đổ xăng đi. Cái ông chạy qua ông đổ xăng, cái ông đổ xăng, ông đang đứng đổ xăng, ông nhìn qua bên xe xe bên xăng, ông thấy cái bên có cái rạp chiếu phim nó ghi cái bộ phim ông thích. Cái là ông nhà ông chạy vô ông coi, ông nghĩ rằng coi 60 phút hay coi gọi là 30 phút là xong, 45 phút là xong, có biết không ạ? Một bộ phim như vậy nó chiếu chừng 45 phút, coi xong thì chạy qua đón cha cũng được. Nhưng mà ông coi xong tập 1 thì nó nhảy qua tập 2. Quý vị biết mấy cái người mà làm phim á, họ rất là hay. Mình coi tập 1 là nhảy qua tập 2 một cái là mình muốn coi tập nữa. Ai ở đây đã từng coi phim mà kết thúc một tập xong ngày mai mình muốn thích để mình coi tiếp? Ai muốn coi tiếp tập 2? Ấy, mấy nhà làm phim mà hay lắm. Ví dụ như tự nhiên cái nhân vật đó đang rất là giận nhau, cãi nhau và bị oan ức. Cái cô gái đó cũng đang rất là bị oan ức. Và sau đó cô buồn quá, cô đi lững thững ra cái lan can nhà mười mấy hai chục tầng, cô đứng ngay cái lan can cô nhìn xuống. Thế là hết phim. Ngày mai mình bận cỡ nào mình cũng để đi giờ, để tới giờ đó mình coi xem cổ có nhảy xuống dưới không. Ai đã từng gặp hiện tượng tương tự như vậy đưa tay lên vậy, thấy chưa? Rồi tự nhiên thấy trời ơi, một cái ông hoàng tử nào đó ông phát hiện ra một cái mối gọi là gì đó, ông rút gương ra, ông đi xong hết phim. Mình ngày mai mình canh coi ông có giết cái người kia không, hiểu chưa? Thì bây giờ cái ông mà chủ tịch của Huawei ngày đó ông cũng bị y chang như vậy đó. Ông coi xong tập 1 một cái, tự nhiên nó nhảy qua tập 2. Cái quý vị biết là ông nhà ông coi đồng hồ, ông thấy là trời ơi còn có 15 phút nữa là phải đón cha rồi. Nhưng mà bây giờ không biết cái tình huống đó nó làm sao ta. Cái ông ấy trong đầu, thôi bây giờ mình mua cái vé, nhưng mình chỉ coi thêm 10 phút nữa để mình biết cái tình huống nó làm sao rồi mình đi về. Ai nhà phim nó dẫn cháu hết tập 2 là biết lố giờ lắm rồi đó. Quý vị hiểu không? Hết tập 2 là quá 1 tiếng rồi đó. Ông chạy về, ông thấy cha ông đang cầm cái cặp đứng ngay cửa công ty của cha ông. Ông nói cha con xin lỗi cha, con đi sửa xe mình nó hư, con đi sửa. Cái cha ông ấy, cha xin lỗi con, nãy giờ cha đứng đây cha buồn lắm. Con xin lỗi cha, xe mình nó hư thiệt mà cha, nó hư thiệt. Cha nãy giờ đứng đây cha buồn lắm.
Bởi vì cha biết muốn thành công là phải trung thực. Mà cha không biết cha đã làm cái gì mà không làm gương được cho con, mà để cho con phạm vào cái lỗi thiếu trung thực này, cha buồn lắm. Cha giận bản thân cha ghê lắm. Cái ông chủ tịch khu quay lúc đó vẫn đang là một thanh niên. Con xin lỗi cha, nhưng mà xe mình nó hư, xe mình nó hư thiệt mà cha, nó hư. Con đi sửa mà, xe nó hư. Cái ông nói không, cha không có giận con. Cha đang rất là giận cha. Không biết là cha đã làm cái lỗi gì mà để cho con phạm vào cái tội nghiêm trọng này. Cha rất là muốn sau này con của cha phải thành công. Nhưng muốn thành công là phải trung thực. Và cha thấy nãy giờ cha buồn lắm. Cha quyết định phạt cha. Ông kêu là không, cha, xe mình hư mà. Ông nói là bạn cha đang đứng đây đợi con, và bạn của cha nó gọi điện cho cha. Nó nói rằng là đi đâu mà để xe ở đây. Tại vì cái tiệm chiếu phim á, nó gần cái tiệm xăng á, và đậu xe ở ngay chỗ coi phim á. Nên là cái ông chủ tiệm xăng ông nhìn qua ông thấy số xe, ông biết đây là xe của nhà bà nó. Và ông hỏi đang ở đâu mà sao để xe ở đây. Thì ra là ở trong cái rạp chiếu phim á, hiểu không? Cái nó lòi ra rồi, cái ông con nó nói ông chủ tịch lúc đó vẫn là một thanh thiếu niên, nó kêu là trời ơi, cha ơi con xin lỗi cha, từ nay con không dám như vậy nữa đâu. Ông cha ông rất là bình thản, ông nói cha mới là người cần phải xin lỗi con. Bởi vì cha đã dạy con không có nghiêm, cha đã làm gương không tốt cái gì đó mà để cho con phạm vào cái lỗi này. Hôm nay cha sẽ phạt cha đi bộ về nhà. Thế là ông xách cái cặp ông đi đủng đỉnh về nhà. Ông im lặng ông đi. Cái ông chủ của tập đoàn Huawei lúc đó vẫn là một thanh thiếu niên, mà xách xe cứ chạy theo phía sau. Ông nói là tôi đã đi khắp thế giới này, có những cái chuyến bay dài mười mấy hai chục tiếng đồng hồ, nhưng mà tôi vẫn không thấy xa bằng đoạn đường ngày hôm ấy. Quý vị có tưởng tượng được không? Cái cảnh mà mình phạm lỗi nói dối mà cha không có la mình, mà cha nhận lỗi về mình. Xong rồi cha lại xách cái cặp đi giữa trưa nắng mà đi bộ về nhà để phạt cha. Chứ không phải là giận mình nha. Cha đang phạt bản thân cha. Vì cha làm cha mà không nên cha. Cái cảm giác đó nó rất là tội lỗi. Ai đã hiểu được cái điều này đưa tay vẫy vẫy. Bởi vì cái người cha ấy đã cúi đầu xuống nên con của ông ấy đã được lên. Còn rất là nhiều người cha người mẹ khác thấy con mình nói dối, nói xạo nè, đá cho mày một cái. Bây giờ tao đứng đây, bạn của tao nó gọi điện tới, nó nói xe mày đậu ở đâu, ngay cái tiệm coi phim, mày nói dối. Xe đâu mà hư, về nhà quỳ, hiểu không? Nếu mà mình làm như vậy nghĩa là cả khả năng lần sau nó sẽ nói dối lại. Bao nhiêu người đã từng gặp cái đứa bé mà nó nói dối nhiều lần, lặp đi lặp lại, mình đánh nó, mình chửi nó cứ lặp đi lặp lại như vậy, đưa tay lên vậy vậy. Quý vị hiểu không? Tại vì á, nhiều đứa nó nói cao lắm thì chửi mình vài câu thì hết, chứ làm gì ghê. Quý vị hiểu không? Còn nếu mà quý vị muốn con của mình thay đổi đó, là quý vị cứ cúi đầu xuống, ba xin lỗi con. Chắc chắn là đã làm gương sai chỗ nào đó rồi. Ví dụ có những người họ làm sai mà họ không biết đâu nghe. Họ nói với con họ là trung thực là gốc rễ của đạo làm việc. Sau này mà con đi làm mà con trung thực là coi như đời con ngon. Nhưng mà hôm đó họ đang nằm với con, chơi với vợ với con, vui ơi vui. Tự nhiên điện thoại nó reng, alo, không nghe. Gì? Thằng bạn bên kia nó nói, Phong ơi, ông đi Đắk Lắk, ta có 2 ký thịt này. Qua đây nướng, hai tụi mình làm vài chai cho vui. Này thông cảm nha, hôm nay vợ tao nó bệnh mà con tao nó mọc răng nó sốt. Vậy thôi, ở nhà lo cho vợ con đi. Bye bye mày, hẹn gặp lại. Và thế là đứa con nó nằm bên cạnh á, nó nghĩ trời ơi, cha của mình ngày nào cũng vậy, mình phải trung thực. Mà sao rõ ràng mẹ mình nằm đây phơi phới, mơn mởn, đâu có bị mệt gì đâu, mình cũng đâu có mọc răng gì đâu, đâu có sốt gì đâu, sao cha mình lại nói mình sốt gì kìa. Thì ra là làm người phải trung thực, nhưng mà tùy lúc. Ai đã hiểu ý này rồi đưa ta lên vẫy vẫy. Rồi dẫn con đi coi phim. Thấy người ta ghi là trẻ em trên 1m3, trên 7 tuổi là phải đóng tiền, dưới 7 tuổi là được miễn phí. Tí nữa đi vô, nói còn 6 tuổi nha. Ủa con 8 tuổi rồi mà ba. Mày nhỏ con ai mà biết, tao đâu có đem giấy khai sinh này mà ai mà chứng minh được. Và thế là cái vé coi phim có 30.000 thôi.
mà mình đã làm hết cái công sức dạy dỗ của mình trở thành con cóc. Ai đã hiểu ý tôi rồi đưa tay lên vậy vậy. Ai biết rằng là con có đến từ mình đưa tay lên. Mình nói dối thì con nó sẽ nói dối. Nên làm ơn ghi xuống. Hãy xin lỗi. Hãy xin lỗi con của mình. Hãy xin lỗi chồng của mình. Hãy xin lỗi vợ của mình. Xin lỗi là trí tuệ, chứ không phải xin lỗi là nhục. Nếu mà quý vị nói xin lỗi là nhục, không bao giờ xin lỗi được. Còn hiểu rằng xin lỗi nghĩa là trí tuệ. Tại vì mình chưa biết cái gì đó nên nó mới tạo ra cái hậu quả đó. Bây người biết là mình tạo ra hậu quả gì là do mình chưa biết cái gì. Đưa tay lên vậy vậy. Quý vị hiểu không? Nếu mà quý vị đã hiểu rồi, không bao giờ có cái chuyện mà nó xảy ra cái trục trặc đâu ha. Đó là về hướng thầy cô. Các anh chị thân mến, nếu các anh chị nghe những kiến thức này và các anh chị thấy nó có giá trị với các anh chị thì xin các anh chị hãy bấm nút chia sẻ cho nhiều người cũng được học. Và các anh chị cũng đừng quên bấm nút subscribe kênh nha. Các anh chị bấm vào nút hình quả chuông ấy. Đấy, ngay cái hình quả chuông ấy. Và khi các anh chị bấm vào hình quả chuông thì khi tôi có một cái video clip mới thì ngay lập tức các anh chị sẽ nhìn thấy nó. Nhớ bấm vào nút subscribe kênh nha. Và đừng quên chia sẻ cho nhiều người cũng được học. Cảm ơn các anh chị rất nhiều. Hẹn gặp lại các anh chị.